quá bức xúc cho thầy Thích Minh Tuệ. Dân tình lên tiếng cảnh báo lớn cho Phật giáo Việt Nam. Không thuyết pháp, nhưng chỉ bằng cách lặng lẽ sống một cuộc đời đức hạnh, sư Minh Tuệ đã làm hiện nguyên hình nhiều tà sư và tà pháp trong một xã hội rộng lớn đang nhiễu loạn. Chỉ với một con người nhỏ nhoi xuất hiện đã khiến cho dư luận cả nước phải suy nghĩ thật là nhiều. Đây là một cảnh báo lớn cho Phật giáo tại Việt Nam để thanh lọc những tà sư, tà pháp, giữ gìn và làm sạch sự thiêng liêng, đẹp đẽ của đạo Phật. Khoảng chừng một năm nay, bên cạnh những thông tin rất đậm chất về thời sự, về những khúc củi to đã bị ném vào lò, về những khối tiền mồ hôi nước mắt mà dân không biết đã trôi về đâu, thì người dân bỗng dưng hướng đến sự chú ý về một sự kiện độc nhất vô nhị liên quan đến sự hành thiền của một người đàn ông đầu trần chân đất đi dọc theo chiều dài đất nước. Chỉ với mấy mảnh y ghép, một chiếc bình bát, đó là hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ, gợi nhớ lại quãng đời khổ hạnh, cứu khổ chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bên dưới nhiều nội dung thể hiện sự tôn trọng đối với một người tu sĩ, thì có một số bình luận nhận định về người tu hành như: không có lao động đóng góp gì cho xã hội, cả đời chưa từng làm việc gì tốt, đạo đức xã hội bị lệch lạc cũng từ đây mà ra, hay là lao động tạo ra của cải để giúp cho người khác thì tốt hơn, là một khối tu khổ hạnh vô ích như vậy. Vậy thì rốt cuộc tu hành có ích gì cho cá nhân và cho xã hội? Câu trả lời có lẽ khó nếu xem xét những khía cạnh lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà để nói một cách căn bản thì không phải dễ. Trong một bộ phim Ấn Độ về cuộc đời của Đức Phật, thì Phật đã nói với các học trò của mình rằng: con đường của ta không phải là đưa các ông trốn tránh khỏi cuộc đời này, mà bởi vì ta tin rằng con người có thể thay đổi khi mà tiếp xúc với việc thiện hoặc là việc ác của người khác. Niềm hy vọng về việc đưa đến sự thay đổi này dành cho những tâm hồn cao thượng. Điều này nghĩa là gì? Bởi vì tin rằng đức hạnh của một cá nhân sẽ ảnh hưởng to lớn tới những người khác, cho nên xã hội sẽ thay đổi hay là cải hóa được đạo đức của dân chúng có một cách rất căn bản, là xã hội ấy cần phải có những bậc mô phạm làm mẫu mực cho mọi người khởi lòng hướng thiện, hướng thượng và tự tu sửa bản thân của họ. Đó chính là con đường của giáo hóa. Vì thế, những người mà đi tu thì phải là những tâm hồn cao thượng, mang ý tưởng lớn để phụng sự cho xã hội. Không những là tự mình mang đến hạnh phúc cho bản thân, mà còn phải gánh vác trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây chính là chấn hưng về văn hóa, bằng chính đời sống đầy phẩm hạnh của mình. Đó là lý do tại sao khi mà gặp hình ảnh một bậc tu hành chân chính thì rất nhiều người lại lập tức bị cảm hóa ngay. Không có ai xui khiến, nhưng mà họ luôn muốn quỳ xuống đảnh lễ vị sư này. Con người ta vốn sẵn có tính thiện ở trong người, nhưng mà vì một số lý do nào đó, nó sẽ bị ô nhiễm, che mờ. Và một trong những cách mau chóng nhất, hiệu quả nhất để mà thắp sáng trở lại cái sự thiện ấy chính là một tấm gương đức hạnh chói sáng của một con người. Người ta sẽ bảo, nhưng mà đó là một niềm tin lạc hậu, ở 2600 năm trước rồi. Không, rất gần chúng ta thôi. Nhà bác học vĩ đại nhất thế kỷ 20, Einstein, đã viết trong tác phẩm Thế giới như tôi thấy: tôi nghiệm thấy chắc chắn rằng không có của cải nào trên đời có thể đưa nhân loại tiến lên được, ngay cả khi nó được trao vào những người tận tâm nhất. Chỉ có những tấm gương của những nhân cách lớn, trong sạch mới dẫn đến những tư tưởng và hành động cao quý. Đồng tiền chỉ kích thích tư lợi và luôn mê hoặc là sự lạm dụng. Ai có thể tưởng tượng ra Mose, Jesus hay là Gandhi được trang bị bằng tài tiền của Carnegie hay là không? Phát biểu này đồng thời với những lời Đức Phật đã nói ở bên trên. Tôi không phủ nhận là ý nghĩa của tiền bạc, khoa học hay là công nghệ nó có ý nghĩa rất lớn cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tôi cũng cho rằng chẳng có gì thay thế được sức mạnh của sự phẩm hạnh của một cá nhân. Khốn nỗi là ở chỗ mọi cái phẩm chất
của Đức Hạnh là ở trong những hành động đấy. Nó không nằm ở cái chỗ cứ ngồi nói suông, càng không nằm ở cái chỗ những cái nơi mà ba hoa khoác lác. Đức Hạnh nó được định nghĩa trên hành, tức là thực hành, chứ không phải là nói. Nói thì dễ, chứ thực hành mới khó. Trong muôn vàn chưa hẳn đã có một. Sống như nói, đó mới là đạo đức chân thật, và chỉ khi đó nó mới có sức mạnh. Miệng thì hô là buông bỏ đấy, nhưng mà tay mà cứ vơ vét, sống xa hoa, tiền bạc thì tham lam, quyền lực thì đó chỉ là đạo đức giả mà thôi. Tôi không phải là một người theo chủ nghĩa đạo đức, hiểu như là một lối cai trị xã hội bằng thuyết giáo dục đạo đức. Nhưng mà tôi tin rằng phẩm hạnh viên mãn của một người sẽ luôn là nguồn sáng dữ dội để dọi vào tâm hồn một cộng đồng, khiến cho xúc động, bừng tỉnh. Tiếc thay là kẻ nói đạo lý thì nhiều vô kể, nhưng mà những người mà sống đức hạnh thì lại rất hiếm hoi. Trong mọi sự thì phá sản về đạo đức mới là mất mát lớn nhất. Đi tu, mục đích để làm gì? Người ta vẫn thấy hiện nay thì nhà sư hay là chùa chiền làm đủ thứ chuyện, như là nuôi trẻ con, nuôi người già, làm từ thiện, bốc thuốc, vân vân. Những này, những cái chuyện này đều là những chuyện tốt cả. Nhưng mà hỏi rằng đó có phải là mục đích rốt ráo của việc tu hành hay không? Không phải. Nuôi dưỡng người cô quả thì giống như các cô nhi viện hay là trại tế bần. Làm từ thiện thì từ cá nhân đến tập đoàn lớn đều có. Chữa bệnh thì bệnh viện hiện nay, nơi này hay là nơi khác cũng làm. Ăn chay thì chả cứ phải tu. Có nhiều người Âu Mỹ bây giờ người ta cũng ăn chay bởi vì lý do sức khỏe. Phóng sinh thì các tổ chức bảo vệ động vật thế giới còn làm tốt hơn nhiều so với chúng ta. Vậy thì đi tu là để sống cho tốt và thanh thản tâm hồn ư? Cái này ở nhà có khi cũng làm được. Và lại ở đâu mà chả phải so sống cho tử tế. Còn cái sự thanh thản thì là do cái suy nghĩ của mình. Đấy là nói vậy thôi. Chứ người mà không làm việc xấu, việc ác thì tâm hồn người ta sẽ tự thanh thản, chả cần phải cạo tóc đi tu. Còn suốt ngày thích hiến kế để lùa tiền cúng dường của bá tánh thì có cạo đầu ở chùa, tâm vẫn cứ bị bất an. Phật xưa đã nói rằng nước trong bốn biển chỉ có một vị là vị mặn. Pháp của ta cũng chỉ có một vị, đó là giải thoát. Mục đích tối cao của Phật giáo chính là giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Chính là giải thoát khỏi cái khổ. Phật giáo nhìn nhận bản chất của đời sống chính là khổ đau. Dù là nghèo hay là giàu, khỏe hay bệnh, dù là nam hay nữ, sang hay hèn, trẻ hay già, tất cả đều đang phải khổ. Và cái khổ cuối cùng là chết. Chết không phải là hết, chết là bắt đầu một hành trình khổ mới. Đi tu là để cho người ta thoát khỏi tất cả nỗi khổ này, mà cuối cùng mấu chốt là ở chỗ đoạn dứt sinh tử luân hồi. Tất cả những việc đã kể ở trên chỉ là những trợ duyên, là phụ họa. Muốn đạt được mục đích thì người ta phải giới định tuệ. Không giới thì không thể nào định, mà không định thì tuệ sẽ mờ tối. Tuệ mà mờ tối rồi thì không cách nào chứng được thật tướng của tồn tại. Vì thế, dù có từ thiện, phóng sinh, ăn chay, vân vân, làm thế vạn kiếp cũng chỉ là kẻ sống trong ảo ảnh do cái thức điên ảo của mình tự dựng lên. Cứ thế trôi lăn, không cái gì tự nhận biết được. Khi mà đọc lịch sử từ thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta thấy ông cùng với những học trò không hề làm nên tất cả những việc kể trên. Cùng lắm là tùy duyên, tiện tay thì làm, xong là thôi và liền trở lại con đường của giới định tuệ. Còn các nước theo truyền thông, thống nguyên thủy bây giờ cũng như vậy. Chùa chiền không phải là nơi đến để ngắm cảnh, để du lịch hay là chạy tới bần. Người tu sĩ có một công việc to lớn phải làm, đó là dốc toàn bộ cuộc đời và sinh mạng của mình vào con đường khai mở trí tuệ để đạt đến giải thoát. Vì thế nhiều người đã trở thành mô phạm cho thế gian về đức hạnh và sức mạnh của tinh thần. Đi tu chính là để thoát khổ. Vì thế
Nếu như anh không thấy khổ thì chẳng việc gì phải đi tu. Cứ ở đời mà sống cho nó sướng. Hoái âm ở cái chỗ này, không phải ai cũng biết thế nào là khổ, là sướng thật sự. Để thấy khổ và không, vô thường, vô ngã, lại cần phải có trí tuệ. Phần này thì không phản đối đến việc làm từ thiện. Làm được thì tốt. Tôi chỉ nói cái cốt lõi của việc tu hành dưới nhãn quang của Phật giáo, để không có lẫn lộn với các tổ chức từ thiện. Đấy là chưa kể những thứ méo mó như là mượn hình của tướng Phật giáo và việc từ thiện để gom tiền thiền hạ. Hiện tượng của thông ông thầy Minh Tuệ một lần nữa nhắc cho ta biết rằng, cũng nhà như trong một căn nhà đóng kín, chúng ta sẽ chả thấy được cái gì. Nhưng chỉ cần một tia sáng lọt vào, lập tức thấy bụi bặm nhảy múa đảo điên. Không thuyết pháp, không giao giảng, không nói đạo lý, nhưng chỉ bằng cách lặng lẽ sống một cuộc đời đức hạnh, hành giả này đã làm hiện nguyên hình những hư dối trong xã hội rộng lớn và tạo một nguồn cảm hứng tốt đẹp cho cái sự hướng thiện của con người trong xã hội ấy. Đạo đức có một sức mạnh lớn lao như thế. Nó mau chóng giúp con người ta nhận ra được thật giả, tốt xấu, khiến cho lòng người xúc động, biết hướng thiện và hướng thượng trong âm thầm, mãnh liệt. Đó là sức mạnh kỳ diệu của những nhân cách lớn mà không tiền bạc nào làm tốt hơn và làm được một cách đơn giản đến thế.